Diễn viên Bình Minh phong độ U40 cùng bà xã doanh nhân Vi Vu trời Tây. Vợ chồng diễn viên Bình Minh Anh Thơ đã có mặt tại Mỹ chuẩn bị cho buổi công chiếu phim điện ảnh Sám Hối. Nam diễn viên chính của phim vui mừng khi có dịp hội ngộ cùng nhà sản xuất Shamani Raja. Chuẩn bị cho buổi công chiếu phim Sám Hối, diễn viên Bình Minh và doanh nhân Anh Thơ đã có mặt tại Mỹ. Nam diễn viên mong muốn mang một hành trình đặc biệt và đầy cảm xúc với khán giả. Phim Sám Hối tiếp tục được công chiếu tại Mỹ sau những phản hồi tích cực tại Việt Nam và Ấn Độ. Được biết, buổi ra mắt phim diễn ra vào tối ngày 24 tháng 3, có sự xuất hiện của Bình Minh, Ramani Raja, Angelina Raja, Quang Minh, Hồng Đào. Nam diễn viên Bình Minh cùng vợ là doanh nhân Anh Thơ đã có mặt tại Mỹ để tham dự và quảng bá cho bộ phim. Nữ doanh nhân Anh Thơ luôn là người đứng sau và ủng hộ sự nghiệp của chồng. Vì vậy, cô tạm gác lại công việc để đồng hành cùng Bình Minh tại sự kiện đặc biệt quan trọng này. Ít ai biết rằng, chuyện tình yêu của họ một thời đã là đề tài bàn tán rất nhiều bởi sự chênh lệch về tuổi tác cũng như ngoại hình. Tuy nhiên, qua thời gian, người ta càng nhìn nhận thấy ở Anh Thơ nhiều nét đẹp không chỉ đến từ gương mặt hay vóc dáng, mà hơn hết chính là ở tài năng và sự nghiệp khủng của chị. Vào thời điểm gặp nhau, dù có khả năng tài chính, tỏ ra rất khéo léo khi mỗi lần đi chơi, chị không chọn những điểm đến đắt tiền xa xỉ, mà chỉ thích những nơi ấm áp và thoải mái. Trong cuộc sống về sau này, khi nhiều biến cố xảy đến, có thể nói, chính Anh Thơ là người đã giúp diễn viên Bình Minh có được thành công rạng rỡ như ngày hôm nay. Bình Minh đã từng vướng phải scandal tình ái không chỉ một lần, nhưng sau mỗi lần như vậy, vợ chồng họ lại vẫn hạnh phúc để chứng minh cho dư luận thấy họ đã chọn lựa không sai. Anh Thơ, như đã nói ở trên, được biết đến là người phụ nữ giỏi giang và hiểu biết rộng. Chỉ là một người phụ nữ thành đạt và từng đảm nhiệm vị trí giám đốc marketing của một khách sạn lớn tại Sài Gòn. Từ những năm 2002, chị đã làm cho những dự án tư vấn của Liên minh châu Âu về ngành khách sạn và đi huấn luyện cho các khách sạn mới mở, soạn giáo trình và dạy môn nghiệp vụ du lịch. Trước đó, chị từng có thời gian đi du học ở nhiều nước, cũng như giữ vai trò là một giảng viên đại học có tài. Sau những sóng gió về scandal đời tư của chồng, người phụ nữ này đều tự mình đứng ra lo liệu mọi thứ. Chị hoặc giữ im lặng hoặc phớt lờ mọi lời đồn. Chính điều đó là sức mạnh của chị để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Mặc dù có khả năng tài chính cao, nhưng Anh Thơ lại được biết đến là người sống giản dị, không thích những nơi xa hoa đắt tiền. Đồng thời, tuy khi ra ngoài là người phụ nữ quyền lực, nhưng trong nhà Anh Thơ tỏ ra khéo léo trong việc điều phối mối quan hệ gia đình để chồng không rơi vào thế lép vế. Tại Mỹ, nam diễn viên Bình Minh có dịp hội ngộ cùng nhà sản xuất Ramani Raja và nữ diễn viên nhí người Ấn gốc Việt Angelina Raja. Cả hai cùng tham gia bộ phim và để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả với nét diễn tự nhiên, cảm xúc trọn vẹn. Phim Sám Hối là dự án đánh dấu sự hợp tác của hai nền điện ảnh Ấn Độ và Việt Nam trên màn ảnh rộng, được thực hiện bởi ekip nổi tiếng Bollywood với sự tham gia của các diễn viên thực lực Bình Minh, Anh Thư, Angelina Raja, Việt Hương, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, Ramani Raja, Quang Minh, Hồng Đào, Sadibusi, Margaret G. Phim được giới thiệu với những hình ảnh võ thuật đẹp mắt với kinh phí lên đến hàng chục tỷ. Sám Hối thỏa mãn phần nhìn của khán giả bằng những pha võ thuật đỉnh cao. Với nội dung được đầu tư kỹ lưỡng, phần hình ảnh mãn nhãn và đặc biệt là hành trình đầy cảm xúc của các nhân vật trong phim, hứa hẹn sẽ tiếp tục lấy nước mắt khán giả, đặc biệt là người Việt tại Mỹ. Phim điện ảnh Sám Hối được thực hiện bởi đạo diễn hành động lừng danh Bollywood Peter Hain cùng ekip quy tụ những cái tên tài năng của nền điện ảnh Ấn Độ, bao gồm đạo diễn hình ảnh Balakrishna Thota và Dilip Kalichesti, nhạc trưởng Sam Sias, dựng phim Mani Khandan, Siva Kumar. Phim điện ảnh Sám Hối do Ánh Sao Production và công ty VSABB Film sản xuất, công chiếu từ ngày 24 tháng 3 năm 2022 trên toàn hệ thống rạp AMC tại Mỹ.